trên audio giao xét tài Sharp GF700Z màu vàng gold cho anh tên là Bãi, anh ở Quốc Oai Hà Nội nha. Anh làm đang làm ở văn phòng bảo vệ của ngôi nhà mới này. Băng là băng Maxen 90 phút xịn của Nhật Bản anh ạ. À. Ở đây là khu đô thị ngôi nhà mới nha anh em nhá. Đây ạ. Khu đô thị này rất là rộng à, rất là to, và đây là cổng phụ rồi. Viên audio trên Phú Thọ xuống để ship cho anh nhé. Anh rất là đam mê nhưng mà anh lại bận, anh suốt ngày anh phải trực bảo vệ nên là anh không đi được, và viên audio mang cho anh để anh chơi. Mở cửa bên đây nhỉ? Vâng ạ, để em mở cho. Tiếng thì hay lắm. Chạy là 2 tiếng mới chạy lên xuống. Vâng. Thôi ở đây hay lên hỏa táng trên chỗ đấy. Từ trên nhà, từ trên nhà em về đây mất 1 tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi đến gần. Vâng. Đấy, cứ ngồi chơi uống nước chè nghe nhạc này là hay nhất. Thôi chiêu toàn đồ cổ. Vâng. Vẫn để đồng hồ SK ngày xưa một chỉ đấy, vẫn để ở nhà. Vâng. Đấy. Xong thằng bạn nó ba toa lớn, nó thích quá để cái để nó. Vâng. Cái bản đấy tôi mua là vì 6 chỉ. Cái màu vàng gold này thì là nó cũng một giống như bản hiếm đấy anh ạ. Màu đen càng lâu càng bóng. Cái này thì nó chớt cho biết ai nhưng cái màu đỏ đấy thì chớt. Đó, chính màu đỏ này nhá. Màu vàng gold này mới lâu. Tôi quên lên 58 màu đỏ đẹp lắm nhưng tôi thích. Vâng. Tôi lên 58 tôi thích. Tiếng thì hay thật tôi thích. Vâng. Anh thích 700Z thôi nha anh em nhé. 700Z là huyền thoại của đài cassette cổ đấy. Mất 3 tháng lương đấy. Có tháng có 4 triệu rưỡi. Thôi ăn bám rồi 3 tháng rồi. Em cảm ơn anh đã ủng hộ cho cả anh em nhé. Rồi. Vâng ạ.